Bạn đang trong một kỳ nghỉ hè trên một chiếc thuyền hạng sang. Chẳng may, gió lốc nổi lên, chiếc thuyền đã bị lật. 2.000 người đã chết chìm. Trang 1 là trang 2 để xem tiếp. May thay, trong kho thuyền có một chiếc bè gỗ dùng để vận chuyển những vật nhỏ. Bạn leo lên bè để thả mình trên biển ngủ. Sáng hôm sau, bạn thức dậy. Trước mặt bạn là một hòn đảo cát nhỏ. Tôi và Bob đã bị lạc vào hoang đảo này. Hòn đảo này tuy nhỏ nhưng rất huyền bí. Ở đây có một cái cây thật to và rất nhiều sinh vật nguy hiểm. Tôi lo là không sống nổi ở đây. Chúng tôi không dám vào sâu trong đảo vì mỗi đêm đều nghe những âm thanh đến từ địa ngục.